Thử thách đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là xuyên thấu. Tự nhiên xuyên thấu. Chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai, họ sẽ đứng sau ba bức màn, cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy được ba hình dáng thôi. Hai bạn sẽ lần lượt nghe họ nói về tính cách nè, quan điểm sống nè, sở thích, vân vân. Thì dựa vào đó chúng ta sẽ phải hình dung ra dung mạo của mỗi chàng trai như thế nào. Dạ. Tiếp theo, chúng tôi mới mở lên đây ba gương mặt của họ nhưng mà nằm khác chỗ. Nhiệm vụ của hai bạn sẽ phải lựa chọn gương mặt này ghép với hình dáng kia. Nếu ghép đúng, được 5 điểm. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người đến với vòng 1 được mang tên xuyên thấu. Xin mời. Như hai khách mời đã thấy, đây là ba bóng dáng của ba chàng trai rất là cao to, vạm vỡ và lực lưỡng. Thế thì bây giờ xin hỏi Tường Vi, bạn ấn tượng với cái vóc dáng nào nhất? Em nghĩ là anh ở giữa. Vì sao? Tại vì hồi nãy lúc mà kéo ra cái cảm giác là mình bị tập trung như cái đó nhiều nhất. Giống như là ấn tượng đầu tiên á, là đã thấy cái anh này rồi. Bị tập trung mọi thứ vô ảnh nhiều hơn, cho nên hai anh ở đây em cũng không còn để ý lắm. Còn Trang Pháp, bạn ấn tượng với ai nhất? Em thì em ấn tượng với anh ở bên tay trái nhất, anh số 1 ạ. Vì sao? Là anh có một cái dáng đứng mà rất là người mẫu, rất là giống Thi Xuân Lan á. Anh biết cái dáng đứng mà đau bụng mà high fashion đó, em thấy cái dáng đấy rất là ấn tượng. Vậy đó. Không, nó phải cúi xuống, nó phải vậy này. Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe phần tự giới thiệu của các chàng trai. Đầu tiên xin mời chàng trai thứ nhất. Xin chào, tôi là bé thỏ Thanh Xuân. Vì khi chụp hình lúc nào tôi cũng để hiệu ứng hình thỏ, bởi vì mấy hình đó rất là cute và dễ thương. Trời ơi. Sở thích của tôi là đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Thích nấu ăn để có thể trổ tài nấu ăn cho người yêu của tôi sau này. Tính cách của tôi là một con người lầy đúng lúc, nghiêm túc đúng nơi, đi chơi thì hết sức, lúc cực thì không có bực, hết mực vì công việc. Hả? Hả? Thật tân. Xem thấy cái dáng người, cái giọng nói nó không liên quan nhau. Em đang tưởng tượng là bạn đang đứng dịp đúng rồi, em đang tưởng tượng là anh ấy cool ngầu lắm. Anh đang tưởng tượng là anh ấy phải giống như là rất là manly. Xong rồi anh cất giọng nói lên cái là em thấy anh ấy hài hước liền. Rồi sau khi mà nghe cái phần tự giới thiệu đó thì Trang Pháp sẽ hình dung ra là anh chàng này sẽ có một cái gương mặt như thế nào? Tại cái giọng nói rất là giống giọng anh bạn của em, mà cái anh bạn đấy thì có cái mặt hơi bầu bầu chút xíu này, gương mặt tròn, cái dáng cũng nhỏ nhỏ, người hơi mập mạp một tí xíu. Mắt mũi miệng? Cái mắt hơi nhỏ nhỏ, cái mũi thì cánh mũi hơi hơi nở nang một tí xíu. Cái môi thì dày nhưng mà cái miệng nhỏ, nước da không trắng quá nhưng mà không đen quá. Còn Tư Vi? Em nghĩ anh này thì sẽ hơi kiểu ốm người á. Em không nghĩ là mặt anh ấy thuộc dạng hơi múp múp đâu. Em nghĩ là mặt hơi hơi ốm luôn á. Cỡ anh không em? Cỡ anh không? Ốm hơn anh một chút luôn. Hơn anh chút. Dạ, ý là anh múp quá đó. Múp quá đó. Anh múp quá đó. Anh mặt quá anh. Bớt khỏi những cái từ ngữ mà để mang tính chất so sánh lại. Em nghĩ anh này môi hơi mỏng á. Mỏng và nhỏ. Dạ, em nghĩ vậy. Đúng cái chuyện đó nghĩ nha. Rồi, xin mời chàng trai thứ hai. Xin chào tất cả mọi người. Mình thường được mọi người gọi với cái tên là Ti. Ở nhà thì mẹ mình hay gọi mình là Tí Anh, và em mình là Tí Em. Mình là một người khá hòa đồng, vui vẻ, hay thích chọc mọi người cười. Bình thường thì mọi người sẽ nghĩ mình là một người ham chơi, nhưng thực ra mình là một người khá nghiêm túc trong công việc. Mình nghĩ là giác quan thứ 6 của mình rất mạnh, bởi vì mình linh cảm được những sự việc trong cuộc sống khá chính xác. Mình thích những người phụ nữ thông minh và nhạy bén. Chính vì thế đó là lý do mà mình đến với chương trình Giác quan thứ 6 ngày hôm nay, để tìm hiểu những người phụ nữ thật thông minh, thật xinh đẹp và thật bí ẩn. Hãy cùng mình khám phá nhé. Mọi người có để ý là cái giọng của bạn này rất giống anh MC Quốc Bình không? Em lại có cảm giác là thực ra cái giọng anh này bình thường đó nha. Ảnh sẽ không có cao như vậy đâu. Mà tại vì hồi nãy ảnh đề ba, ảnh muốn cho nó sơm á, cho nên là xin chào mọi người, bắt đầu ảnh đi theo cái tông nó hơi bị cao. Anh ơi, bây giờ anh thử buông giọng bình thường, mà giọng đừng có tông cao như vậy, thử giùm em, thử xem. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ti. Mình hôm nay rất vui khi được đến tham gia chương trình Giác quan thứ 6 á. Dạ, có vẻ cũng không trầm lắm đâu. Em nghĩ mặt anh này hơi dạng, hơi góc cạnh xương xương, cười sẽ đẹp. Em cười nghĩ đẹp. Vậy em nghĩ cái tướng anh này sẽ hơi hao hao giống anh Vinh một chút xíu. Mắt to, lông mày rậm. Hai mí, lông mày rậm. Dạ. Mắt to, hai mí, lông mày rậm. Mũi cao, miệng thì bình thường. Rồi, xin mời Trang. Lúc mà nghe giọng bạn thì thấy là bạn người Bắc, mà thấy trẻ tuổi lắm. Em nghĩ là chắc chắn là dưới 30, 20 mấy, 22, 23 tuổi gì đó.
có ngoại hình đẹp trai, ưa nhìn, ưa nhìn, đôi chân dài miên man, wow, bờ vai to rộng, wow. Em nghĩ là bạn này sẽ có một cặp mắt biết cười. Mũi của bạn, em nghĩ mũi bạn này cao. Nãy giờ em thấy người mà đang cam chịu nhất là anh thứ ba đó. Đúng. Lỡ vô cái tướng đó bây giờ thì ra muốn sửa lắm mà sửa không được. Mà giống như nãy giờ là trời ơi, mấy người nói lẹ đi cho tới tôi nè. Rồi xin mời phần giới thiệu của chàng trai cuối cùng có cái dáng lạ lùng. Chào tất cả mọi người, mình là Bụng Bự. Mọi người thường gọi mình như thế là bởi vì mình rất thích ăn. Ăn mọi lúc mọi nơi, nhưng mà nhiều người sẽ phải ghen tị bởi vì mình ăn rất nhiều nhưng dáng vẫn rất là ngon lành. Nếu như tiếp xúc với mình lần đầu tiên thì mọi người sẽ cảm thấy mình là một chàng trai lạnh lùng và ít nói. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Mình là một chàng trai rất ấm áp, nhẹ nhàng, thích giúp đỡ tất cả mọi người. Mỗi người bạn gái mà mình thích là một cô gái hung minh, hung dữ một chút và thích giúp đỡ mọi người. Có cái giọng rất trầm ấm, sao như giống như anh làm MC luôn vậy đó. Có biệt danh là Phụng Phự bởi vì ăn nhiều. Nhưng mà tướng vẫn rất ngon lành. Cái chữ ngon đó là sao Vi? Ảnh nói là tướng vẫn rất là ngon lành. Có nghĩa là tướng vẫn không có bị múp kiểu kiểu mở mở như anh Vinh á. Mở mở như anh Vinh á. Mở mở như anh Vinh á. Anh sơ hở, anh thở ra cái là em nói anh liền. Bình thường anh hóp vô mới thấy. Nhưng không sao, nói đi em. Anh này em nghĩ kiểu hơi hơi văn phòng á. Văn phòng hơi hả? Sơ mi quần tây á. Thanh niên nghiêm túc, có đeo mắt kiến. Tôi đang tính nói luôn á. Ít nói, cao cao, ấm ấm. Rồi hết. Ngắn gọn vậy. Để đi chứ anh ra bây giờ. Thế anh này cái giọng nói rất là giống anh Hà Anh Tuấn nha. Hà Anh Tuấn. Đúng ca rồi. Sĩ. Ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và chắc là cái dáng cũng hơi hơi giống vậy, dòng dòng người. Chắc là cũng đẹp trai. Ừ. Hay có khi nào anh ấy đứng cái dáng đấy để anh che cái bụng không? Anh bụng bự mà. Xin được cảm ơn nhận xét của hai khách mời của chúng ta. Và bây giờ thì ba gương mặt của ba chàng trai sẽ hiện lên màn hình LED. Xin mời Hồ Biến. Có vẻ khá dễ hình dung. Đầu tiên là chàng trai có biệt danh Thỏ Thanh Xuân. Theo hai khách mời thì chàng trai đó sẽ sở hữu gương mặt nào? 1, 2 hay 3? Xin mời Trang Pháp. Em nghĩ là anh số 2. Số 2? Vì sao? Cũng giống như là em nhận định lúc nãy là con mắt hơi nhỏ nhỏ xinh xinh này. Cái mặt tròn tròn này. Cái mũi cũng, cái cành mũi rất là ngang. Ngang ngang, đúng rồi. Em cũng chọn là anh số 2. Cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn. Vì mái tóc đúng không? Đúng vậy. Bây giờ đến chàng trai thứ hai. Ti. Em nghĩ bạn Ti thì chắc là bạn số 1 đó. Một cái vóc dáng rất là hướng ngoại này, rất là tươi cười này. Nụ cười rất là xinh tươi nữa. Trời ơi, chưa bao giờ cảm thấy cái gu mình y chang nhau vậy luôn á Trang nữa hả? Chuẩn. Em cũng là bạn số 1. Và nghĩa là bạn cuối cùng. Là bạn số 3, đúng rồi. Bụng bự sẽ là gương mặt số 3 luôn. Dạ. Tại vì em suy nghĩ này này, lúc nãy là bạn số 3 bạn có nói là bạn ấy thích bạn gái phải hơi dữ một chút xíu. Mà những bạn mà thích ngược đãi như vậy trong tình cảm thì thường hay có khuôn mặt như bạn số 3. Thích ngược đãi trong tình cảm. Ngược đãi trong tình cảm. Nghe căng quá à. Nghĩa là hai khách mời chúng ta ngày hôm nay có cùng đáp án với nhau. Bây giờ chúng tôi xin được phép mở. Mở số 3 trước đi. Mở bụng bự trước nè. Xin mời tấm màn của bạn trai có biệt danh là Bụng Bự. Vén lên nào. Hồi hộp hóa. Thật ra là bạn đứng rất là bình thường thôi. Trời, qua cái bóng đó mình cảm thấy là đứng mỏi lắm luôn á. Dạ, cái mặt này đúng là thích bị ngược đãi rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở hai bức màn còn lại cùng một lúc luôn nha. Xin mời. Thật là đáng ngạc nhiên. Trực trời giác của hai khách mời hoàn toàn chính xác và giống nhau. Lần đầu tiên ở vòng 1 này mà cả hai khách mời đều ghi được số điểm tuyệt đối cho mỗi người là 15 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã gặp gỡ ba chàng trai.
Và ở vòng tiếp theo thì chúng ta sẽ được xem từng người ra biểu diễn và đoán thử nghề nghiệp của họ như thế nào. Nhưng trước hết, hãy cùng với Gia Lao trong vòng ít phút.